Ok, hello hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng anh đã quay trở lại với channel YouTube của HGM20 nha anh em. Thì trở lại với video ngày hôm nay thì lại tiếp tục với cái tựa game Big Box nha anh em. Thì con game bài là đổi thưởng 1-1 cực kỳ là uy tín rồi anh em. Mình không cần phải nói gì nhiều về con game này nữa ha. Rồi ok, thì hôm nay với số 40 triệu thì sẽ vào chơi cái trò Six Ball nha anh em. Trò Six Ball Big Box nha anh em. Rồi mình để tiếng nhạc luôn cho anh em nghe ha. Công tắc nha anh em. Ôi nhầm nha. Tính đặt chẵn anh em. Ok, tính đặt chẵn mà ra lẻ luôn. Ok, mình định đặt chẵn để mình đánh cầu 2-2-2 anh em, mà nó cầu ra cầu 1-1-1-3 cho anh em. 1-2-3 cho 1 lẻ, 2 chẵn, 3 lẻ anh em. Đó, 3 con 3 ha. Rồi. Kết thúc được. Ok, cho con 2 nè. Đó. Húp được mì, húp được 2 chiêu 7 anh em. Đó. Bắt đầu. Ok, từ tiếp luôn nè. Rồi. Đó. Ok, con 4 nha anh em. Phải ra con 6 mình lãi được thêm chút nữa nè. Rồi lên được 14 triệu anh em. Nó hai tay lên 14 triệu luôn anh em. Khá là dữ nha. Đó. Rồi, ok, mình tiếp tục bỏ con 3 nha anh em. Rồi. Mình đánh mỗi tay mỗi con 400 anh em. 500. Kết thúc được. Ok, ra con 5 nha. Húp tiếp anh em. Anh em đừng có nghĩ là 1x5 là mình đánh 5 cửa là mình hòa tiền nha anh em. Cái này là 1x6 anh em ơi. Nó bắt đầu thử. Tại vì nó có hoàn lại anh em. Nó có hoàn lại thêm cái tiền đánh anh em cực nè. Anh em cực 500 là nó hoàn lại cho anh em, anh em 500 đó anh em. Nó mà xem như là cái 1 là 1 thành 6 đó anh em, là 1 x 6 anh em chứ phải 1 x 5 nha. Anh em phải hiểu cái đó giúp mình nha anh em. Mình nói gì anh em không hiểu thì mình cũng chịu luôn anh em. Đó. Được tiếp nha. Thì cái con 3, tại con 3 nó về nhiều quá mình không đặt cho nên mình bỏ con 3 nha. Con 3 nó về nhiều quá mình bỏ, mình không đặt. Đó. Rồi, ok. Kết thúc được. Rồi, ra luôn con 3 này, vãi cả trưởng thiệt chứ. Giờ nó con 3 nó ra nhiều quá mình không đặt, nó ra luôn anh em. Nó ra ngay con 3 luôn anh em. Ok, tiếp nè. Ít tiền lên anh em. Đánh ít cái 4 lên. Đó. Kết thúc được. Rồi, 5 điểm. Nha. Đó, lên lại 14 cũ anh em. Bắt đầu được. Rồi, đánh tên 500 nha anh em. Kết thúc được. Ok. 2 điểm. Hay là hết 500 nha anh em. Đó, khá là ok đó. Bắt đầu thử. Rồi, trực tiếp nha. Mình bỏ con 3 nha anh em, về con 3 nhiều quá mình không đặt anh. Chứ lại mình không thích số 3 lắm. Nên mình bỏ con 3 mình đánh 5 cửa kia nha. Kết thúc được. Ok, 6 nha anh em. Húp liên tục anh em. Bắt đầu được. Rồi, tiếp rồi. Đánh 2-3 ván nữa mình sẽ nghỉ rồi anh em ơi. Đánh nhiều quá nó sôi anh em. Nó sôi đi là chết anh em. Đánh 7 ván, thắng 7 ván luôn. Kết thúc được. 5 điểm. Đó, 8 ván đến 8 ván rồi anh em. Tổng cược 46 triệu luôn anh em. Đó. Bắt đầu thử. Rồi. Rồi tiếp luôn.
Nốt cây này mình sẽ nghỉ cho anh em thắng thôi, mình cũng nghỉ cho anh em. Ok. Đó, thắng thua gì cũng nghỉ nha. Kết thúc cược. Mà khó thua lắm. Rồi, cửa này có mình nên mình đặt luôn 610k, có mình nên mình đặt luôn anh em. Rồi ok. Thì sau một tí thì tầm 5-6 phút gì thôi anh em, mà mình đã lãi được 6 triệu rưỡi anh em, nó khá là ngon nha. Vốn từ 10 triệu thôi anh em, vô đánh xích bo có chút xíu là lại 6 triệu rưỡi anh em. Đó rồi ok, anh em xem video tới hay nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe kênh để ủng hộ mình nha anh em. Ok bye.